Chào các bạn nha. Thì Dương giới thiệu lại, thì Dương là người sinh ra tại Việt Nam, lớn lên và học tập ha, từ cấp 1 tới cấp 3 lên tới đại học là học ở tại Việt Nam. Cho nên là thì Dương nghe cái từ ngụy đó, có nghĩa là những người lính Việt Nam Cộng Hòa là những người lính ngụy tay sai đó. Thì mình hay quen gọi như vậy đúng không? Bây giờ thì Dương hỏi các bạn nè. Bây giờ nếu như cái nhà của các bạn mà đang ở đó, người ta nhào vô, người ta quýnh các bạn, người ta muốn cướp cái nhà của các bạn đang ở, bạn phản công lại, vậy là các bạn là ngụy hay là các bạn tự vệ? Các bạn thử trả lời giùm cho thầy Dương nha. Nếu các bạn nói rằng các bạn tự vệ thì những người lính Việt Nam Cộng Hòa họ cũng tự vệ, họ bảo vệ những người trong cái nhà của họ, còn những cái người bên ngoài kia họ mới là ngụy chứ, đúng không nào? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ lại cái chỗ từ ngụy tay sai thì ai là ngụy ha.